Các bạn thân mến, vùng đất phía Tây Nghệ An là một nơi vô cùng thú vị và ngày hôm nay thì tôi đang có mặt tại huyện Kỳ Sơn của tỉnh Nghệ An và đang đi trên đường đi tới những bản làng của người đồng bào dân tộc vùng cao trên này. Ở đây thì là nơi cư trú chủ yếu của người đồng bào Thái này, người Mông này và người Khơ Mú này và người Kinh nữa. Bây giờ thì tôi đang trên hành trình đi tới một cái ngôi làng mà tôi thấy nó cũng rất là thú vị. Để đi vào được cái ngôi làng đó thì các bạn nhìn thấy không? Tất cả chỉ là một cái con đường đất thôi. Một con đường đất cũng khá là to rộng nhưng mà nó chưa được bê tông hóa. Nó vẫn còn trơ trọi cái đất đỏ ra như này này. Chúng ta đi thì khi mà dính trời mưa ấy, cái giày nó dính đất này, đi rất là nặng chân luôn. Ở đây thì tôi cũng đã đi đến Nghệ An được mấy hôm rồi và tôi nhìn thấy có một cái điểm chung ở trên cái vùng phía Tây này, đó là đồi núi thì vô cùng là màu mỡ và đất đai thì cũng rất là rộng lớn. Nhưng mà có một cái điểm là hầu như mọi người sẽ không tận dụng cái đất rừng này để trồng trọt nhiều lắm, mà chủ yếu nó là rừng tạp, rừng tự nhiên như này thôi. Cái ngôi làng phía dưới thì tôi cũng chưa biết là sẽ là nơi ở của người đồng bào dân tộc gì, vì trên những cái chuyến hành trình của mình thì mình cứ đi thôi, và khi mà nhìn thấy một cái ngôi làng thú vị nào đó thì mình sẽ xuống đó luôn hoặc là tới đó để tìm hiểu luôn. Không biết rằng là ở đó thì sẽ là đồng bào dân tộc gì thì mình cũng đang rất là tò mò. Nhưng mà tôi đoán có lẽ là những cái nơi ở như này thì thường sẽ là nơi ở của đồng bào Thái hoặc là đồng bào Khơ Mú, vì họ thường làm lúa nước này, xong cái đó thì họ cũng ở cạnh những con suối nữa. Khi mà quan sát ở trên cao thì tôi thấy có những cái đặc điểm để có thể chúng ta nhận biết rằng đó là ngôi làng của người đồng bào dân tộc nào. Cái thời điểm này thì thời tiết ở trên vùng phía Tây này nó cũng rất là hay có những cơn mưa, chỉ một lát thôi nó lại có một cơn mưa bóng mây, một lát thôi lại có một cơn mưa bóng mây. Tôi phải cố gắng để chờ trời tạnh thì mới có thể tiếp cận được vào ngôi làng phía trong, vì các bạn biết rằng là khi mà trời mưa thì cái đường nó di chuyển cực kỳ khó khăn luôn, và để đi vào được ngôi làng đó thì cái quãng đường nó cũng tương đối là dài. Cảnh sắc ở vùng phía Tây Nghệ An này thực sự tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng. Các bạn nếu mà chúng ta đi những cái buổi sáng sớm ấy, mây hầu như là vờn bao phủ xung quanh hết cả những cái quả đồi quả núi cao như này này, và nó cứ trôi cũng rất là nhanh ấy. Chúng ta khi mà nhìn thấy những cái hình ảnh đó thì sẽ có một cảm giác nó rất là phiêu, rất là liêu trai, nó rất là bay bổng luôn. Và đặc biệt khi mà ở đây là cả một cái vùng núi, vùng đồi vô cùng rộng lớn nữa, và khi mà chúng ta nhìn những đám mây nó cứ vờn bên cạnh những cái đỉnh núi, một cái cảm giác mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều người cũng sẽ thích giống như tôi. Vì chúng ta cứ tưởng tượng rằng Nghệ An thì sẽ phải có biển hoặc là có đồng, nhưng mà thực tế thì ở Nghệ An thì còn có rất nhiều những khu vực mà đồi núi cao như này, và cái huyện mà tôi đến chính là huyện Kỳ Sơn thì cũng là một trong những huyện cao nhất, thậm chí ở đây còn là khu vực biên giới giữa nước bạn Lào nữa. Đó. Nên là cũng có rất nhiều những cái nét văn hóa, những cái sắc màu dân tộc khác nhau. Tôi chưa kịp xuống phía dưới ngôi làng bên kia kìa, các bạn nhìn thấy không? Tít quả những quả đồi bên kia kìa. Lại bắt đầu có thêm một cơn mưa bóng bay nữa. Và khi mà nhìn trên bầu trời ấy, nguyên một cái màu đen kịt luôn. Không biết là liệu nó có mưa tới mình, mưa to tới mình không, nhưng bây giờ hạt mưa đã bắt đầu lất phất rồi. Chúng ta phải tăng tốc lên thôi. Đẩy nhanh tốc độ lên. Này mà bây giờ tôi mà dắt con bò này về chắc cũng chả ai biết. Cả đường chả có ai luôn. Nó bảo đi trộm bò của bà con nó mang về chắc chả ai biết. Tối người ta mới đi xem bò, thậm chí là người ta để đây cả đêm, cả ngày cả đêm. Thì người khác mà lỡ con dắt đi cũng không biết được. Đấy, như này là dắt được rồi này, dễ sờ lắm. Bò. Lành không? Đấy, ở đây nhá, tí mà xuống bản không gặp người ta sẽ bế mày về. Xem mà dân bản có ua từ núi ra để bắt trộm không? Càng lúc càng mưa to rồi các bạn ơi. Và hình như là tôi đã bắt đầu đi vào được bên trong ngôi làng.
À, vào được cổng của ngôi làng thôi chứ không phải là bên trong. Đã có dấu hiệu của những cái dây thép gai này, họ rào này. Nhưng mà mình cũng thấy một điều rất kỳ lạ nhé, mặc dù bên trong cũng là ở rừng tạp thôi, những cây tạp, những cây chó đẻ thôi, nhưng mà không hiểu sao họ lại rào rào thép gai vào. Có thể là họ ngăn không cho những con bò đi vào trong rừng chăng, nó chỉ được loanh quanh luẩn quẩn ở cái con đường này chăng. Chứ đây các bạn thấy không, có trồng cái gì đâu, không trồng một cái gì cả, không có một giống cây nào cả. Thì làm hàng rào làm gì? Một cái câu hỏi khá là thắc mắc của tôi. Hồi hộp quá các bạn ạ. Không biết là sẽ là nơi ở của người đồng bào dân tộc gì, mà hình như trước chỗ này có một cái vụ sạt lở thì phải. Trông mọi thứ nó hoang tàn hơn. Mình đi ở dưới những cơn mưa như này, nếu mà nó là một cơn mưa to thì cũng tiềm tàng rất nhiều những cái mối hiểm họa. Khi mà những cơn mưa nó càng lớn thì cái đường vào làng nó bắt đầu trở nên lầy lội hơn khá là nhiều. Bây giờ chính thức là mọi thứ đã trở nên trơn trượt và tôi cũng tiếp cận gần được đến vào phía bên trong ngôi làng rồi. Trước mắt là một công trình công cộng, có thể là trường học chăng, hoặc là nhà văn hóa. Ở đây thì cũng có đường điện rồi này. Nhưng mà đã được đóng điện hay chưa thì cái đó phải vào tìm hiểu mới biết được. Vì có những ngôi làng của người đồng bào vùng cao trên này thì có khi đường điện kéo được một quãng thời gian rất là lâu rồi nhưng mà vẫn chưa được đóng cái điện lưới quốc gia. Họ vẫn chưa có điện để sử dụng mà vẫn phải sử dụng đến cái dòng điện nước, điện từ những cái máy phát nhỏ nhỏ. Đây rồi, trước mắt tôi là một ngôi nhà sàn nhưng mà có vẻ như là khá là im ắng và mọi cánh cửa đều đã đóng hết rồi. Một là mọi người đóng vào để nước mưa không rơi vào nhà, hoặc là hai là không có ai ở nhà chăng. Từ lúc đầu khi mà nhìn xuống đây ấy, mình đã có một cảm giác là ngôi làng này rất là im ắng ấy, không nhìn thấy một cái bóng người nào cả. Bây giờ khi mà trời mưa xuống thì càng khó để gặp người hơn. Rồi. Lại là một ngôi nhà sàn nữa. Có vẻ như ở đây thì tất cả mọi người đều làm nhà sàn. À, thấy có người rồi này. Chú ơi, chào chú ạ. À, chào anh. Đang làm gì đấy anh? Chăn vịt à? À, cho em vào chú mưa nhờ một tí được không? Mưa quá. Đi vào nhà chú mưa một tí. Hả? À, không hiểu nhau rồi. Thôi cứ thử đi vào đi. Tôi thấy chú ấy, anh ấy cầm một cái nỏ đi vào. Không biết là anh ấy có cho vào nhà không. Cửa rồi này. Ở nhà khóa cửa rồi. Chào cô ạ. Cho cháu vào chú mưa nhờ tí, lạnh quá. Dạ, vào nhá. À, cô đồng ý cho vào rồi này. Nhưng mà không biết là làm cách nào để có thể vào được nhà cô. Ở giữa này có một cái bánh xe này để đẩy được cánh cửa ra. Rồi, để tôi đóng lại cánh cửa cho chú ấy. À, cháu chào chú. Vâng. Hôm nay mưa ở nhà chú? Hôm nay mưa ở nhà. Hôm nay trời mưa là ở nhà không đi làm gì à? À. Mưa nhà không đi làm. Mưa quá nhỉ? Dạ. Cháu vừa thấy chú cầm cái nỏ ấy để làm gì đấy? Bắn con gà này. Bắn con gà à? À? À trời mưa bắn gà để ăn hả? Cho con ăn. À bắn gà cho con ăn à? Đâu bắn được chưa ạ? À? Chưa được bắn. Đó thì chú lấy cái nỏ cháu xem. À nhưng mà chú ơi, có cái này thì người lạ có được lên nhà không?
nhà chú làm không cái... Canxi. À, không canxi hả? À, lên được hả? Vâng. Chú bắn chưa? Chưa bắn. Chưa bắn hả? Cả chế biến. À, ở đấy họ còn dùng những cái... tôi tạm gọi là công cụ săn bắn đi. Đấy, một chiếc nỏ rất là thô sơ như này thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng chú là một cao thủ thiện xạ ấy nhỉ. Chú bắn dạ máy quay phim. Vâng, chú nhìn thấy mình trong này không? Đấy, lần đầu nhìn thấy đúng không? Đấy là máy quay phim chú ạ, không có gì đâu, không phải sợ đâu. Này, cháu gửi chú cái này với. À, mình là người gì? Mình là người đồng bào gì? Ừ. Người mình là người đồng bào gì ạ? Người đồng bào. Vâng. Người dân tộc gì? Vâng, người dân tộc gì? Dân tộc Khăng. Kháng à? Khăng. Khăng á? Dạ, dân tộc Khăng. Ồ. Các bạn dân tộc Khăng à? Dạ. Lào Khăng. Lào Khăng á? Dạ. Có phải nhưng mà có gì một tí gì khơ mú không? Ờ, có mú là cái nữ. À, khơ mú là bên trên. Ừ. Còn chú là Lào Khăng. Ừ. Dân tộc Lào Khăng à? Mù Văn Sán. À, còn mình là Lào Khăng à? Ừ, đây, Lào Khăng. Nói chung là dân tộc Lào Khăng mình nghe thấy rất là lạ luôn. Vì chưa bao giờ nghe luôn ấy. Không biết là họ có nằm trong 54 dân tộc Việt Nam hay không. Tôi còn không rõ cơ. Như hôm trước tôi có lên bản làng của người Thu Lao ấy, thì mình cũng thấy cũng khá là bất ngờ ấy. Bây giờ lại nghe dân tộc Lào Khăng thì nghe cũng hơi lạ. Thôi đi cháu ạ. Cháu xin phép lên nhà chú một tí nhá. Đi. À, mình lên nhà chú một tí đi. Vì mình thấy có cái dấu hiệu này cứ sợ là người lạ không được lên nhà. Nhưng mà chú bảo là không can chi mô. Nghĩa là không vấn đề gì cả. À, đây là một ngôi nhà của người Lào Khăng. Người Lào Khăng các bạn ạ. À, thấy khá là đầy đủ này. Có cả tivi này. Đó, một chiếc tivi màn hình lồi là công nghệ từ rất là lâu rồi. À, có một bộ ảnh cưới của con chú đúng không? Con chú đúng không? Con. Ồ, cái bộ ảnh cưới này. Cái bộ ảnh cưới này rất là đẹp luôn. Nhất là cô dâu ấy, mặc bộ trang phục truyền thống này. Đây không giống người Thái lắm nhỉ? Thái đó, là Thái đó, là vợ Thái đó. À, vợ người Thái hả? Ừ. À, còn chồng là người Lào. Dạ. Lào Căng. Ừ, Lào Khăng. Lào Hăng hay Lào Căng? Lào Khăng. Lào Hăng. Khăng. Khăng. Ừ, Khăng. Lào Khăng. Dạ. À, còn đây là chú rể đã từng đi bộ đội về rồi. Thế còn cô bé này là ai? Em con út rồi. Con út của chú à? Dạ. Bạn đâu rồi chú? Em đi công ty rồi. À, đi làm công ty rồi? Dạ. Ồ. Con đi công ty hết. À, đứa con đi công ty hết. 8 đứa con của chú đi công ty hết rồi à? Ừ. Ồ, con chắc. À, em bảo... À, còn mỗi hai ông bà ở nhà thôi. Và cháu nhỏ. Nuôi một đứa cháu nhỏ à? Ồ. Cháu nhỏ mẹ cũng đi công ty, mẹ đi công ty. Tất cả đều đi công ty. À. Tôi thấy ở đây có điện này. Nhà mình là dùng điện nước hay điện quốc gia rồi? Điện quốc gia. À, có điện quốc gia rồi à? Ồ, mừng quá nhỉ. Có điện quốc gia rồi. À, bên này là chỗ ngủ của gia đình này. Và bếp. Ồ, người Lào Khăng à? Chưa nghe bao giờ luôn nhưng mà... Các bạn nhìn thấy không? Bếp của gia đình rất là gọn gàng luôn. Đó. Và có cả một chiếc tủ lạnh. Mình cứ đi thêm xem qua một chút đi. Bên ngoài này thì là một cái khu vực, một cái sàn cũng rất là gọn gàng luôn. Một cái cầu thang. chú đang chuẩn bị nước uống à chú? Vâng. Thế bên ngoài này là có cái gì đấy ạ? À? Bên ngoài này cũng là một cái nơi sinh hoạt rất là rộng này. Một cái tấm phản gỗ. Một lá cờ Việt Nam dưới đất nhưng mà... Ồ, cái này là cái gì đấy chú? Cái này là cái gì đấy ạ? À? Nuôi con tằm gì? À, nuôi con tằm à? Dạ. À, lạ nhờ nhà chú này. Có rất nhiều những cái mẹt như này để... À... Nơi con đi. Đâu? Cháu xem. Đây à, đây rồi. Ô, chú lấy lá cờ Việt Nam đi đắp cho con tằm à? Mấy ông chỉ được ít thôi. Còn tất cả những cái này là rổ tằm hết. Ừ, nuôi tằm. À, thế ở trong làng này tất cả mọi người đều nuôi tằm à? Có đó. Hay là mỗi gia đình chú ạ? Nhiều người. Nhiều người nuôi à? Ừ. À, em bé này là bố mẹ đi làm đây nhỉ? Ừ. Ở nhà với ông bà đây. Về tháng
Mẹ đi công ty. Mẹ đi công ty nhưng mà bao nhiêu tuổi rồi mẹ đi công ty ạ? Chắc còn nhỏ lắm ạ. 7 tháng. 7 tháng, 8 tháng mà mẹ đã đi công ty làm rồi kìa. Ồ, mẹ đi công ty tận đâu hả chú? Con Tum thì công ty cao su. À, công ty cao su ở Con Tum. Ồ, vậy là mọi người cũng đi làm ở một nơi rất là xa. Và 4 tháng đi được 4 tháng. À, con cũng khá là nhỏ nhưng mà đã bắt đầu đi công ty làm rồi. Cô bé rất là dễ thương. Ở nhà với ông thôi thì cũng không sao cả nhỉ. Thì ông bà thì cũng coi như là bố mẹ thứ hai rồi. Để cho bố mẹ đi kiếm tiền sau này mình mới có tiền để đi học chứ nhỉ. À, cái kẹo này không biết có cay không? Kẹo này nhân bạc hà có vẻ cay. Chú xem chú có kẹo gì. Nó ăn được kẹo chứ nhỉ ông nhỉ? Có. Con ăn được kẹo rồi. Đây, con ăn kẹo cam này thì nó sẽ không cay. Với nó nhá. Tặng con này. À, người Lào Khang nhỉ, người Lào Khang đó. À, cũng là một đồng bào dân tộc, tôi không biết là họ có liên hệ với những đồng bào dân tộc khác như nào không, hay là chỉ là một tên gọi của người đồng bào dân tộc khác thì chưa rõ được. Nếu mà các bạn có từng nghe về đồng bào dân tộc này thì có thể comment cho tất cả mọi người cùng hiểu thêm. Và hai ông bà cụ ngoài việc trông con cháu thì ở nhà vẫn làm thêm kinh tế là nuôi những con tằm như này. Ồ, cái này cô mang ra làm gì ấy cô? Cho ăn. À, cho cháu ăn hả? Ừ, cho ăn. Ôi. Đấy, cháu xin nhá. À, cô chú mang hẳn một cái buồng chuối vàng óng vàng ươm luôn này. Chắc chắn là chuối này rất là ngon rồi. Dạ, thế thôi, mưa lạnh làm quả chuối cho ấm. Dạ? Con đói không? Con đói cơm không vậy ạ? Ừ. Con cũng hơi đói. Dạ. Bà định mang cơm cho con ăn à? Ừ. Ui. À, chắc là thôi bà cứ đi làm đi, con ăn chuối được rồi. Con rất là cảm ơn bà. Ôi xúc động quá. À, bà quan tâm mình thật đấy. Bà còn hỏi mình có đói bụng không. Người Lào Khang. Dạ vâng. Người Lào Khang. Họ không, tôi rất là bất ngờ trước những cái tình cảm của họ. Mặc dù tôi là một người vô cùng xa lạ luôn và cực kỳ khác biệt so với mọi người đây luôn. Mà được ăn cả chuối và thậm chí là được mời cả cơm. À, thôi cô cứ đi hái lá cho con tằm đi, con nó đói mất. Dạ, dạ. Ăn đi chú. Vâng. Thôi, cháu không cầm được, không có tay để cầm. Dạ. Mua đồ ăn gì? Túi cho cháu toàn bánh kẹo thôi. Thôi chú để lại cho em bé ăn cũng được ạ. Dạ. Trời tạnh mưa rồi cháu, vâng, con xin phép cô chú nhá. Dạ. Dạ, chào em bé nhá, chú đi đây. Dạ, vâng. Vâng. Rồi, chúng ta tiếp tục hành trình thôi. Ngôi làng cũng đã tạnh mưa rồi. Dạ, bố vừa bảo là có gì thông cảm cho bố mẹ nhá. Ừ, nghe tình cảm. Vâng. Vẫn quyến luyến mãi không chào được. Thôi bố bế cháu đi nhá. Vâng, con đi mạnh khỏe đây. Dạ vâng. Dạ. À, không kịp ăn cơm rồi, muộn lắm. Dạ vâng. Rồi con đi nhá. Dạ. Có thể cách gọi con xưng bố là một cách gọi thân mật của mọi người đây, nhưng mà khi mà nghe câu các con đi nhé, ôi mình nghe rất là cảm động ấy. Bố thông cảm cho bố nhé, các con đi nhé. Cảm động thật. Tiếp tục hành trình của mình thôi. Bye bye em bé nha. Ôi em bé vẫy tay bye bye. Quên luyến gia đình nhanh quá. Bởi vì khi mà nghe câu các con đi nhé, thông cảm cho bố nhé, mình rất xúc động vì bố mình cũng mất rồi. Nên là lâu lâu mới được nghe cái câu bố. À, bên trong ngôi làng này thì cũng giống như con đường đi vào thôi. À, tất cả đều là đường đậm như này thôi. Và khi mà mưa xuống, các bạn xem này, nước nó chảy ra tung tóe khắp mọi nơi luôn. Và có một cái thông tin nữa tôi cũng vừa tìm hiểu khi mà ngồi với chú, rằng là những cái ngôi nhà mà đóng cửa hoàn toàn ấy, giống như ngôi nhà đầu tiên hoặc những ngôi nhà này, là tất cả gia đình đều đi công ty, không có một ai ở nhà hết, và chỉ có duy nhất cái dịp Tết thôi là người ta mới ở nhà, hoặc là khi mà có một cái công việc gì cực kỳ quan trọng thì mọi người mới về nhà để làm những công việc đó thôi.
Tôi nghĩ rằng cái việc mọi người đi công ty cũng là trong những cái lý giải cho mình vì sao mà xung quanh đây cũng rất là nhiều đồi đất nhưng mà mọi người không có trồng trọt gì nhiều lắm, nhiều giống cây trồng lắm. Ôi, mưa bò không vào nhà mà nghỉ đấy à, bò ra đường làm gì đấy hả? Bò gọi ông thưa. Ôi, như này thì có vẻ như giao thông liên lạc trong ngôi làng một cái gì đấy rất là khó để đi lại. Mình thử vào ngôi nhà này đi. Một ngôi nhà có rất là nhiều bò. Chào chú ạ. Cháu vào nhà chơi một tí được không? Cháu vào nhà chú chơi một tí nhá. Chú có phải người Lào Khang không? Chú là người Lào Khang đấy à? À. Lại thêm một gia đình người Lào Khang. Ồ, chào các bạn bò nhá, cho mình đi qua phát nhá. Thì đấy giống như cái nhận định của mình ấy, thường là chỉ có người già hoặc là phụ nữ ở nhà thôi chứ không có thanh niên nhiều lắm thì phải. Cô đang làm gì đấy cô? À cô? Cô đang làm gì đấy ạ? À không làm gì à? Vâng. Mình là người Lào Khang đấy à? Có thể thấy là họ mặc một chiếc váy Lào như này. Đây là váy Lào, không phải váy Thái đâu. Và cũng là một ngôi nhà sàn cũng là to mà các bạn thấy đặc biệt ở bên dưới này. Họ để được rất là nhiều gỗ và củi. Cũng còn hứng nước mưa vào cái chậu như này. Và ở xung quanh nhà thì cũng rất là gọn gàng. Nói chung là mặc dù đây là một ngôi làng mà tôi nghĩ rằng là sẽ vắng người vì mọi người đi làm công ty ấy, nhưng mà kiểu mọi thứ xung quanh ngôi làng thì cực kỳ là sạch sẽ. Thậm chí là ở đây gia đình chú còn có một cái nhà để chuyên để xe máy nhỉ? Cái nhà này chuyên để xe máy à? Vâng. Thế cháu hỏi tí là để vào làng này thì có mấy đường? Đường á? Vâng. Có một đường này đi thẳng ra bên kia luôn. À, nếu mà trời nắng thì đi đường này? Nắng cũng đi, mưa cũng tạm thời cũng đi được được, chỉ cái tên đường, đường tên nó tên cái chỗ tên. À, nhưng mà chú có biết bao giờ họ đổ bê tông cái đường này không? Không biết được. Không biết. Nhưng lo đi lo lại mấy lần thì không biết là nhà nước cũng làm kiểu gì, mà lo đi lo lại đấy là con đường mà dân khổ lắm đi, còn mấy cái đứa nhỏ nhỏ thế này đi học tên kia mà. Thế ở trong này có trường học không? Có trường mầm non à? Trường mầm non. Còn cấp 1 thì sao? Lớp 1 rồi bắt đầu là bò cái đường dốc. Bò lên trên nữa rồi. Mưa mưa như thế này là cái như này còng. Khiếp luôn. Mưa này là chỉ có người lớn cõng đi thôi à? Lớn còng đi. À. Vất vả lắm. Thế thì nghe chừng là cũng gian nan đấy nhỉ? Bởi đây là mùa hè thôi, còn nếu không hè, mùa bắt đầu mùa đi đi rồi bắt đầu là đến là khi mua là giáo viên nghỉ hè năng lượng như là bao nhiêu mùa tháng 9, tháng 10 bắt đầu là mưa rồi là chỉ còn mấy đứa cho đến kia học vất vả lắm. Các bạn thấy cái đường đất lúc mình xuống ấy đó, thì đi xuống là biết rồi, đi xuống đã biết rồi mà để các cháu tự bò lên đi học ấy cũng rất vất vả. Ngoài cái đường là xã khác, cái đường bé bé này đi sang một xã khác rồi. Còn toàn bộ cái đường dân sinh mà bà con đi học đi làm đi hành, coi như là đi ủy ban xã đi họp, coi như là đi đường tên thì công ty cũng đi đường đấy hết. Không, đi công ty cũng đi đường này. Thuận tiện ra đường này, đường này cũng mấy khi cũng ô tô cũng mua được, sau này là coi như là mưa lún rồi coi như là ai cũng bỏ cha con, không ai khóc. Biết là nhà nước làm như thế nào, không biết nhà nước làm như nào, nhưng mà cái đường này là con đường chỉ biết là múc cho một lần rồi coi như là thành con đường coi như là lún rồi, cái chuyện đó mấy này đây có làm nhà dân tình cho coi như là đường tắc nghẽn rồi xe không xuống được. Không biết làm như thế nào. Nói chung là sẽ nói chung là ở trên còn kia là coi như ở trên dốc núi
không có chủ làm ăn là mượn cứ như xuống ở dưới này là cứ có ruộng có nương như thuận tiện hơn. Vâng. Nói chung là nếu có đường thì thuận tiện hơn nhỉ. Đặc biệt là trẻ con khi mà làm mượn ô tô làm đường bê tông cho thì đỡ rồi. Dạ vâng. Vâng, thế cháu cảm ơn chú nhá. Cháu đến tìm nhà nhiều. Nước đó. À vâng, cháu để xin phép đi vòng vòng quanh làng một tí đã. Dạ vâng. Chào anh. Đấy, khi nghe qua cái câu chuyện của chú là chúng ta hình dung được rằng là cái con đường đấy nó hiện trạng nó đang như nào và mọi người đã phải vật vã với con đường đó như nào để có thể đi lại được, đặc biệt là các cháu nhỏ. Anh em đi thăm bản làng mình thôi, trời mưa mình không đi làm gì. Anh thấy có cái lưới đánh cá này, không đi đánh cá à? Mưa không đi đánh cá kiếm cái ăn này. Này cho em bé này. Cho con này. Ui. Cảm ơn. À, chắc là bố mẹ đi công ty hết rồi hả? Đi công ty hết. À, bố mẹ đi công ty. Mỗi ông bà ở nhà thôi. À. Ui. Không biết là tôi phải gọi là chú hay anh như nào, nhưng mà lên ông rồi ạ. À. À. Một người đàn ông vô cùng là lực lưỡng này. Đấy, nhìn rất là cơ bắp luôn. Tưởng là chú đi đánh cá ăn tối. Không đi à? Dạ. Ít đi lắm. Ít đi lắm à? Dạ. Của cha nhà mà bắt cá ở trong ao thôi. À, bắt cá trong ao thôi à? Vâng. Nhìn thấy chú lực lưỡng ấy, đúng kiểu dân chài cá. Dạ, cháu cảm ơn chú nhá. À. Dạ vâng ạ. Chúng ta lại tiếp tục đi thôi. Thấy mọi người giữ cái môi trường sống xung quanh rất là sạch sẽ. Tôi không thấy có một chút dấu hiệu nào của rác luôn. Chỉ tiếc là nó là đường đất thôi. Thế mà có những cái con đường bê tông hóa nhỏ nhỏ thì còn đẹp hơn rất là nhiều. Nhà mình to đẹp quá nhỉ. Ở đây là chỉ có người Lào Khang thôi à? À vâng ạ. Cháu xin phép nhá. Vâng, cộng đồng người Lào Khang. Nghe mình vẫn chưa hình dung được. Giờ mình chỉ biết nhà cửa họ, biết làng họ, còn về cái lối sống hay cái văn hóa đặc trưng hay là cái trang phục truyền thống thì vẫn chưa thể nào biết được. Có thể là một trong một chuyến đi hoặc là một cái bản làng thì mình không thể nào mà chúng ta có thể hiểu hết được cặn kẽ về một người đồng bào dân tộc vùng cao. Có vẻ như gia đình này cũng là một ngôi nhà mà tất cả đi công ty này. Ở dưới rất là không có dấu hiệu của sinh sống nữa này. Ở trên thì đóng cửa then kín luôn. Bảo sao từ lúc đầu khi mà nhìn từ trên cao xuống mình đã có cảm giác ngôi làng này rất là vắng này. Một bản làng yên bình đến kỳ lạ luôn. Một ngôi nhà tình nghĩa này. Một cửa hàng tạp hóa này. Bình thường nếu mà trời mưa thì cửa hàng tạp hóa nó phải đông lắm, nhưng mà cũng không thấy có ai. Ồ, có một đội quân đang đi dọc con suối này, không biết là đi bắt con gì. Nhưng mà để tiếp cận được thì có lẽ là cũng khó này. Đó, vắng đến mức mà hàng quán cũng đóng cửa im lìm đúng không các bạn ạ? Thực sự là rất là vắng luôn. Bể nước tràn ra không ai dùng. Và cũng giống như người Khơ Mú và người Thái và một vài đồng bào dân tộc khác thì những ngôi nhà sàn của họ cũng cực kỳ là to đẹp luôn, rất là kiên cố và họ cũng lợp ngói nhà, mái nhà bằng những cái ngói như này này. Khi mà chúng ta nhìn cái màu ngói hòa với cái màu xanh ấy, nó tạo nên một cái bức tranh mà tôi thấy cực kỳ là ấn tượng ở vùng cao. Ôi ơi, không biết gia đình làm gì mà gà bay tung tóe kìa. Cũng rất là mừng khi mà ở ngôi làng này có được một cái ngôi trường mà vô cùng là to đẹp như này. Đấy là niềm an ủi cho các cháu nhỏ khi mà bố mẹ đều đi làm công ty hết. Không có bố mẹ chơi thì cũng may có một cái trường to đẹp như vậy.
Tôi cũng đi gần hết ngôi làng rồi. Và các bạn nhìn thấy không? Hầu như là những ngôi nhà đây họ có cái nét kiến trúc cực kỳ là giống nhau. Thường sẽ là có hai cầu thang. Đó, một cầu thang ở đầu bên kia và một cầu thang ở đầu bên này. Thì đấy là cái phong cách nhà của người Lào, Lào Khang. Và khi mà lên nhà thì cái tổng thể ở bên trong ngôi nhà thì nó cũng có những cái nét rất là tương đồng nhau. Đó, nó cũng khác so với người Khơ Mú, khác với người Thái. Họ cũng có cái kiểu kiến trúc nhà rất là riêng và phù hợp với cách sinh sống của họ. Tôi không biết là bây giờ tôi phải đi đâu nữa vì vắng vẻ quá. Chứ biết phải làm thế nào. Thôi chúng ta cứ thử đi một vòng nữa đi. Nếu mà không gặp người thì chúng ta lại ngắm được cảnh. Một cái buổi chiều mưa. Mọi thứ rất là mướt mát. Nhưng mà ngôi làng này rất là vắng vẻ. Đang dệt vải à chị ơi? Chị, cho em xem với được không? Cho em xem chị dệt vải được không? Nhá. Em vào xem chị dệt vải nhá. Không gặp người thì tôi xem họ dệt vải vậy. Vì để gặp được người thì cũng rất khó. Ở đây mọi người có vẻ là chuộng rào nhà bằng những cái hàng rào thép này thì phải. Những cánh cổng cũng có cái phong cách làm ná ná nhau này cũng vậy. Gài gài vào như này đó. Cũng là một ngôi nhà đấy. Tất cả những ngôi nhà đấy phong cách họ làm cực kỳ là giống nhau luôn. Đều luôn luôn có hai đầu cầu thang. Một đầu cầu bên kia và một đầu cầu bên này. Em trèo qua đây được đúng không? À, cháu trèo qua đây được đúng không? cháu xem cô dệt vải ấy. Vâng. Cháu nhìn từ xa, cháu chào bằng chị. Dạ, chào cô nhá. Đây chính là cái công việc truyền thống của người phụ nữ Lào Khang nhỉ. Là dệt những cái tấm vải thổ cẩm như này đúng không? Đó. Các bạn nhìn từ những cái sợi vải rất là đơn giản như này thôi. Đó. Mua đúng không? Mua ạ. Vâng. Thì bằng một cái kỹ thuật nào đó và bằng một cái công cụ tôi không biết là gọi nó là hiện đại hay thô sơ nữa nhỉ. Nhưng mà nó đã tạo ra được những cái hình như này thì mới thấy rằng là người Việt chúng ta cũng rất là giỏi trong việc sáng tạo máy móc này. Tôi nghĩ là vậy. Và những cái cỗ máy dệt vải như này thì nó có từ rất là lâu đời rồi và được sáng tạo từ ngày xưa rồi. Và nó đã truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác rồi. Nhưng mà để có thể đan được những cái sợi chỉ các màu theo cái hàng lối như nào để ra được cái hoa văn như này thì đấy thực sự là phải có cái bàn tay tài hoa, là có một cái khối óc rất là tính toán thì mới có thể làm được như vậy. Hoặc là cũng sẽ được truyền từ đời này qua đời khác, nhưng mà nhìn nó phức tạp này thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải có những cái cách ghi nhớ thì mới có thể làm được. Hoặc là đây là một công việc quen tay rồi, chỉ có những người phụ nữ lớn tuổi, những người mà có rất nhiều kinh nghiệm cô nhỉ, thì mới có thể làm được cái công việc này. Đó, cô đan được thêm một hàng nữa thì phải. Bây giờ lại cho con thoi qua. Và đó, lại tiếp tục đan. Cái này ấy là cô đan để bán hay để làm gì? Đàm bán. Bán à? Đàm cái khăn nha, người bên người dân tộc kia này, họ quang đỏ nha. À, để làm khăn cho bán cho người dân tộc khác á? Ừ. Cô có cái khăn thành phẩm ở đấy không? À, người dân tộc khăn như là không quang cái gì nhỉ? À, người dân tộc đàm bán ở Minh Xén. À, người Lào Khang mình lại không quàng cái này. Mà mình sẽ lại làm để bán cho người dân tộc khác. Nhưng mà cô có cái nào mà làm xong rồi chưa? Có nhiều rồi chị. Cho cháu xem, bán cho cháu một cái. Nhá, bao tiền có đắt không cô? Có 20, 30 cái. À, cô, đây là một công việc chắc là phải mang lại nhiều thu nhập cho cô thì phải.
Và cái hệ thống khung cửi tôi nghĩ rằng là cũng phải rất là lâu đời rồi. Đây. Để xem nào. Cái này là cái trơn à? Đảm cái này là bàn là một cái là 250. Cái này 250. Ừ. Cái nào đẹp nhất cô? Cái này đấy. Cái này đẹp nhất à? Cái mô cũng đẹp. Cái mô cũng đẹp. Cái mô cũng đẹp. Vâng, con thì cái đẹp nhất cơ. Ừ. Cô bản cho con cái đẹp nhất. Cái màu này một cái là làm cái khác, một cái là làm cái khác, đây làm cái trắng, làm cái vàng, làm cái len. Là mỗi tấm sẽ có giá là cái này thì mỗi tấm bao nhiêu ạ? Cái này. Vâng. Cái này là 6 cái, cái này là 14 cái. Nhưng mà cô sẽ bán cái này là bán từng cái lẻ hay là bán hết cả chỗ này? Cắt ra chỉ. Cắt ra à? Một cái là này, làm cái chu này. À, có chỗ cắt này đây à? À, đây. Cắt ra. Cô có cái đánh dấu để cắt này. Đấy, thì cắt ra một cái là bao nhiêu tiền ạ? Bàn một cái 200. 200 à? Đất. Cái này độ như nào cô? Ừ, quang đầu đi. Cô cắt một cái cho cháu đi đã. Cháu ăn làm hai cái, lấy hai cái đủ hai người. Lấy hai cái đủ hai người. Dạ vâng, cũng được ạ. Thế cô đi cho hồ xem màu, xem mà liên tục. Vâng. Khăn đầm. Nói chung là cái này thì nó sẽ hợp với phụ nữ hơn mà mình cái này là khăn hành. Dạ. Một cái là làm một trụ. Vâng. Thì cô cứ cắt ra cho cháu xem nào, xem quà như nào. Tôi nảy ra một cái ý tưởng là giống như cái nón bữa hôm trước ấy. Thì tôi cũng đã làm quà để tặng cho một vị khán giả thôi. Nhưng mà cũng có rất nhiều người nhắn tin cho mình. Nhưng mà mình cũng rất là xin lỗi khi không thể trả lời hết cho mọi người được. Thì cái nón đó mình đã tặng cho một anh khán giả ở trong Sài Gòn rồi. Đó. Còn bây giờ thì... đây cũng có lẽ là sẽ là một cái món quà tiếp theo mình muốn gửi tặng đến mọi người. Đây là hai cái hay một cái? Một. Hai cái này. Cái bằng cái ni mà cái ni là một cái, cái ni là một cái. Nhưng đấy, thế mà cô cắt tiếp ra thì cô đội cho cháu xem nào. Cô thử đội cho cháu xem nào. Vì các bạn biết là những cái sản phẩm thủ công như này ấy, thì nó cũng rất là cầu kỳ và mất thời gian và mất nhiều công sức. Để làm được một sản phẩm như này thì cũng mất lâu nhỉ? Mấy ngày mới xong một cái này cô? Một ngày được một cái. Một ngày được một cái à? Đó. Ôi, cái này nó đang bị... Ôi, cô ơi, cái này nó bị... Đấy, cẩn thận nó lại... Úi, cẩn thận nó lại bong hết. Đây, cô đội như nào? Cô đội cháu xem nào. Cái này có lẽ là sẽ hợp với các bạn gái hơn. Còn mình thì không hợp. Cái này chỉ dành cho con gái thôi, đúng không? Rồi, mọi người xem cách đội. Làm như cái này. À. Ừ, làm cái này là họ làm múa chứ mua cô việc cái gì là quàng cái ni bồ tiến tục tiến cái ni làm như cái ni này. Có thể làm nếu mà các bạn không dùng để đội trên đầu thì có thể làm để thành đề co hồ muốn đánh nhiều lộ bà là một cái góc tường cái gì là làm cái ni la vả bắn hết à. Đấy. Sau 7 năm rồi không được làm vậy, làm cái bàn. Vâng, đấy. Thì các bạn có thể để làm đề co ở trong phòng cũng được. Rất là đẹp vì cái hoa văn của nó rất là màu sắc, rất là sặc sỡ luôn. Thôi, tôi ngày hôm nay đến với ngôi làng thì cũng rất gặp, cũng không gặp được nhiều người cho lắm. Thì mua ủng hộ cô một hai cái vậy nhỉ. Đấy, cô gấp vào cho cháu nhá. Hai người đặt lại hai cái. Vâng. Hai cái là 400.000 đúng không? Cái đi cũng vậy à? Cái màu đi... Cho lấy hai màu giống nhau đi. Cho nó đỡ tị nạnh nhau. Đây cái đi à? Dạ. Hai cái đi thôi. Đó. Là lấy hai cái đi ạ. Cái chân này cũng vậy. Đó, lấy cái màu sắc này. 300, 4, 6, 8... Ôi, tiền dính nước mưa ướt hết rồi. 400. Cái này mình sẽ gửi mọi người để làm quà. Quý khán giả nào nếu mà thích cái sản phẩm này có thể comment thì
trao sẽ gửi tặng, nhưng mà ai comment nhanh cái comment sớm thì mình sẽ gửi tặng, bởi vì là cũng không thể gửi tặng hết mọi người được. Dạ, bà cũng khổ ấy ạ? Chồng khổ. À, không có chồng à? Có chồng. À vâng. Thế chồng của cô mất lâu chưa? Chồng nó mất là được 12 năm. À, các con thì đi làm công ty à? Con cùng đi bên đảo cùng mất được 6 năm rồi, một chắc ở. À, cô ở một mình nhỉ? Ừ, một chắc ở một mình. Một mình cô ở một ngôi nhà rất to như này. À, chung làm nhà đi cho cô Bình. Dạ, thế là chồng làm nhà xong mới mất đúng không? Dạ, vâng. Thế cháu chúc cô sức khỏe nhá. Vâng, chúc cô làm được thật nhiều khăn và bán được thật nhiều nữa nhá. Vâng. Chú đi cũng khỏe nhá. Vâng, dạ vâng ạ. Dạ, cháu chào cô ạ. Dạ. Đấy, bên trong ngôi nhà cô thì rất giống với những ngôi nhà khác. Có một cái phong cách nhà cực kỳ là giống nhau. À, khi mà nghe cái câu chuyện là cô chỉ còn ở một mình thôi thì cũng thấy rất là đáng thương. Dù sao thì cũng có một cái công việc để có thể kiếm ra thu nhập, không phải nắng, không phải mưa, ngồi nhà đan như này thôi, thế là cũng là tốt rồi. Cháu về nhá cô nhá. Vâng. À, hẹn là một ngày nào đấy có thể gặp lại cô một lần nữa ở trong ngôi làng này. Vâng. Một cái lúc tôi chuẩn bị đi về, trời nó lại bắt đầu đổ mưa rồi các bạn ạ. Ngày hôm nay thì có thể là cũng không phải là do mình không may mắn, bởi vì mình rất là may mắn khi mà đã xuống được đây và được đi tới những ngôi nhà của người đồng bào Lào Khang, đi tới một ngôi làng mà vô cùng xinh đẹp. Nhưng mà cái điều hơi đáng tiếc một chút là mình không gặp được nhiều người dân cho lắm, vì mọi người đi làm công ty hết rồi. Nhưng mà đi làm công ty như vậy thì cũng là một cái điều rất là tốt, vì đi làm công ty thì họ sẽ kiếm được thêm nhiều tiền và có thể đủ tiền để trang trải thêm cho cuộc sống gia đình đó. Thì còn như là ở đây làm dãy làm ruộng thì cái mức thu nhập nó không thể cao được như là đi làm công ty. Ví dụ hai vợ chồng đi làm thì chắc chắn là một tháng ít nhất phải tiết kiệm được 10 đến 12, 13, thậm chí 15 triệu. Còn một mình đi làm thì một mình cũng phải cỡ được tiết kiệm được 5, 6, 7 triệu, thì tôi nghĩ rằng là vẫn sẽ nhiều hơn so với cái việc là mọi người ở nhà và làm dãy làm ruộng, là làm những công việc khác. Tôi nghĩ rằng đấy cũng là cái xu hướng chung bây giờ thôi, khi mà tất cả những cái tập đoàn của thế giới, những cái tập đoàn lớn như là Samsung hay là những cái tập đoàn khác và những cái công ty khác ở trong Sài Gòn chẳng hạn, thế những công ty may như nào đấy tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà có rất nhiều những cái công ty lớn họ đầu tư vào đất nước của chúng ta và họ cũng tạo ra được một cái công ăn việc làm rất nhiều cho mọi người, đặc biệt là những cái lao động ở những cái vùng đất vùng cao như này, thì có thể là khi mà có công việc gì đấy thì tất cả mọi người lại trở về quê, về nhà để làm. Còn khi mà xong xuôi rồi thì lại quay trở lại công ty để làm, để kiếm tiền. Thì đó cũng là một cái tín hiệu tốt thôi, không có gì cả. Nếu mà có dịp, một cái dịp nào đấy, ví dụ cuối năm hoặc là Tết hoặc một cái dịp đặc biệt, thì tôi sẽ cố gắng quay trở lại ngôi làng này một lần nữa. Một ngôi làng của người đồng bào Lào Khang, một cái tên mà chưa bao giờ nghe luôn. Và hy vọng là khi đó thì mình có thể sẽ gặp được nhiều người hơn và tìm hiểu được nhiều hơn về những cái nét đẹp văn hóa cũng như đời sống của họ. Còn bây giờ thì có lẽ là tôi sẽ ngược lại con dốc kia thôi. Con dốc mà bà con đã chờ rất lâu rồi nhưng mà vẫn chưa được đổ bê tông đó. Mưa như này thì chắc chắn rồi, đi lại sẽ rất là khó, nhưng mà mình phải đi thì mình mới hiểu được khi mà mọi người sống ở đây thì mọi người sẽ phải làm thế nào để có thể đi được những cái con đường như vậy, và họ vẫn luôn luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời và sống ở trong một cái ngôi làng mà gọi là biệt lập thì tôi cũng không dám gọi, nhưng mà cũng gần gần là như vậy, vì đường đi rất khó khăn. Đấy, bây giờ tôi đi sâu vào bên trong ngôi làng nữa, nhưng mà cũng vẫn là cảnh rất là im lìm thôi, những ngôi nhà chìm sâu trong những cái màn mưa, mọi thứ đều đóng cửa kín, cài then này. Một lần nữa thì trao hy vọng rằng là thông qua những cái chuyến hành trình như này thì
mọi người cũng có thêm những cái nhìn về vùng núi Việt Nam, đặc biệt là vùng cao của miền Trung, miền Tây của xứ Nghệ. Đây là một cái vùng đất mà tôi nghĩ rằng là còn rất nhiều những cái tiềm năng và vô cùng đẹp nữa. Và cái cuộc sống cũng như là mọi người dân ở đây thì cũng đều rất là hiền lành, thân thiện. Nếu như có dịp thì các bạn có thể đi tới những cái nơi như này, cùng nhau tìm hiểu cũng như là tham quan và cho mình thêm những cái trải nghiệm. Không cứ rằng là ở miền Bắc hay là ở đâu mới có những cái ngôi nhà, những cái đồng bào miền núi như này, ở ngay Nghệ An cũng có thôi. Thì Trao rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn yêu mến và đồng hành cùng Trao. Có lẽ bây giờ thì Trao xin phép được dừng máy tại đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trên những cái chuyến hành trình tiếp theo.